Vô này chào mấy bác nha. Đang đóng hàng này, mấy bác coi này, đang đóng nguyên đống luôn. Thì tiện video này em xả luôn con này T170. Đẹp lắm. Piston 36 ly 33cc. Và đẹp. Siêu đẹp. Đã lên chế ga ngang luôn nha. Những dòng này em lên chế chạy đã lắm. Vì em xả luôn cho nó xong. Thì mấy cái chiếc em đăng lên chữ chính đó, thì bây giờ em sẽ bắn xả luôn cho nó đi bớt đi. Đây là công tắc đây này. Đấy, công tắc. Rồi ok, cho lấy đường luôn nha. Thì bán xả với giá như nào? Thì con này bên em đã lên chế ga ngang. Thì riêng cái phần chế này không này, riêng cái phần chế và cái bình xăng không là đã khoảng 400 nghìn rồi. Có nghĩa là cái khúc này này và cái khúc này là 400. Nên mọi người nhắm đó mà mua thôi. Thấy chưa? Chứ không cần em phải nói ở như này như kia làm gì. Có nghĩa cái phần phíp nhôm này, phần phíp nhựa này, phần chế này, boe này, lọc gió này, dây ga, cò ga này, cái bình xăng nhựa là bình thường bên em đang bán với giá là 400 nghìn. Bình thường là bên em nguyên một full một comble như thế này là 400, là riêng phần comble cái phần này không á. Thì bây giờ con này bên em xả với giá như nào? 1,7 triệu cho lên đường luôn. Đấy, cho đi hết cho nó rảnh cái nợ cái tội đi. Một con một nha, có muốn mua nữa cũng không có đâu nha. Một con một nha, mọi người coi kỹ. Con đây là con Mitsubishi T170 xả luôn cho nó xong. Và mọi người hỏi em còn không thì con này là con cuối cùng của lô rồi. Đó. Chứ còn muốn mua nữa T170 phải chờ đợt khác, đợt này là hết. Thì tiện đây em bán xả luôn. Giá cực sốc luôn. 1,7 triệu con, bao ship nha. Và mua là cố gắng chuyển khoản nha, chứ em không có mua bán miệng đâu. Rồi ok, đó là tùy vào mọi người. Còn mọi người mà sợ mất tiền thì tốt nhất là gần đó mua. Bên em dành cho khách đây này, những khách mà họ không sợ mất tiền là họ mua thôi. Thấy không? Thì còn mua bán nữa, đang đóng hàng cho khách này. Mua bán mà còn cứ sợ mất tới mất lui, em ơi lỡ mất tiền của anh thì sao? Cọc cho người ta để bù vô cái tiền ship là xong. Rồi ok, đó là tùy vào mọi người nhìn nhận. Chứ còn bên em thì cái gì nó phải có cái đúng của nó. Bình thường con này nằm khoảng 2 triệu hoặc là trên 2 triệu một tí. Đó. Con này hôm trước là em bán trụ 9 thôi, bữa nay em bán trụ 7 luôn, cho lên được. Nhiều người coi kênh em mà thừa biết. Rồi ok, chứ không cần em phải quảng cáo nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.